Con nói rồi này. Hồi nãy á, tôi nghi ngờ đàn ông mà có nghi ngờ phụ nữ, mà đàn ông không ra đàn ông mà phụ nữ không ra phụ nữ, tại vì cái tông nó cao lắm. Có khi nào là ma không nội? Nó bậy nó bạ không à? Nội giả dặn con rồi, cái thời gian rảnh á để về đọc sách hay là đánh cờ với nội đi, coi ba cái phim kinh dị không à? Chứ bây giờ nó rồi nghi ma nghi đồ. Là bây giờ là nó có tiếng không mà nó không có hình nè. Ban ngày ban mặt ở giữa chung cư làm gì có ma. Nó tôi không cần biết, nhưng bây giờ tôi đã thấy chứng cứ là rõ ràng là anh đứng anh làm cái chuyện sàng bậy đó mà bây nè. Giờ anh nói vậy. Nè 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 nè, cô nói vậy người ta nghe được, người ta quýnh giá tôi sao? Ai là cái người làm cho tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, làm cho tôi suy sụp tinh thần? Tôi cao 1m70 mấy mà tôi mấy ngày nay tôi tâm lý tôi lùn xuống. Rồi tôi ốm 10 mấy ký, bây giờ tôi nhỏ như vậy nè. Rồi tinh thần tôi không ổn định, một nửa bên não tôi nó không còn nhớ gì nữa hết. Tôi lúc tỉnh lúc mê. Bây giờ ai đã cho tôi? Nói ra đi, cái người đó là ai? Nói! Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.